Nếu như mà quý vị chúng ta mình vào trong cái dịp mà mùa hè đó thì ở đây phải nói rất đẹp luôn. Ê, có một cái hình ảnh rất là đặc biệt, cá phóng lên bờ này cả nhà. Thấy không? Cả nhà thấy không? Đó, cá nó nhảy lên bờ bên cái cầu Tây Định đó. Thôi Hoàng xuống, Hoàng đưa con cá xuống nha. Cả nhà theo chân của Hoàng nha. Đó, giải cứu với chú cá nè. Con cá nó nhảy xuống rồi. À đây đây đây, con cá còn nguyên nè. Đây. Cả nhà thân mến. Đây là một con cá trắm. Đây Hoàng sẽ phóng sinh nó lại. Ồ nhiều lắm. Đây nha. Rồi, bơi đi con. Thả về không biết có đau không. Cá trắm nhảy lên đớp bèo cả nhà. À, rồi Hoàng quay trở lại về cái việc giới thiệu của mình ha. Đây là cái hồ Ngưng Thúy, cũng được thiết kế hình dạng giống như là một cái vầng trăng. Thì cả nhà mình cũng đã hiểu được cái ý nghĩa vầng trăng là tượng trưng cho cái yếu tố âm đúng không ạ? Còn ở phía trước mặt quý vị đó chính là vòng Bửu Thành. Vòng Bửu Thành là hình tròn, là mặt trời ha. À, mặt trời là tượng trưng cho nhà vua mà, nơi mà mộ vua đang được đặt ở trong Bửu Thành đó, thì mặt trời là đại diện cho yếu tố dương. Thì ở đây có nghĩa là âm dương hòa hợp, âm dương hòa hợp với nhau. Thì nói tới âm dương hòa hợp đó, cả nhà mình biết là khi mà âm dương hòa hợp thì vạn vật sinh sôi nảy nở, vương triều thì sẽ trường tồn kéo dài vĩnh cửu. Đó là cái ý nghĩa là như vậy. Còn đây thưa quý vị, Hoàng giới thiệu một chút xíu nha. Trước mặt quý vị đó chính là vòng Bửu Thành rồi. Tuy nhiên thì hiện tại Hoàng biết trước là sẽ không có mở cửa vào tham quan giống như là ở bên mộ của vua Gia Long được, giống như là các công trình khác ở đây được đóng cửa một năm chỉ mở một lần thôi, là vào ngày giỗ của vua. Đó thì vào bên trong đó chính là nơi mà đặt cái thi hài của nhà vua, tức là mộ của vua rồi đó. Nhưng mà quý vị chúng ta cũng biết á, các công trình lăng vua nhà Nguyễn thì ngoài khu vực mộ của vua Khải Định ra, Ứng Lăng ra, thì chúng ta mình tất cả công trình lăng còn lại là đều mình đều không có biết được chính xác cái mộ của vua nằm ở đâu cả. Đó, đó là một cái điều chắc chắn nha quý vị. Quý vị chúng ta mình biết rằng vua là một trong những người đứng đầu của cả nước mà, khi mà mất đi thì chắc chắn ông cũng không muốn là người ta sẽ biết được cái vị trí thi hài của mình ở đâu. Đó, tại vì ông rất là sợ. Sợ là sao? Sợ là sẽ bị khai quật cũng như là bị đào mộ lên á. Đó, thì tại vì sao bị sợ, thì quan niệm trước giờ cha ông của chúng ta, ngay cả bản thân gia đình của chúng ta cũng vậy, bây giờ cũng vậy thưa quý vị. Khi mà mộ của người thân hay họ hàng của mình hay là cha mẹ của mình á, bị động vào thì khiến cho cái long mạch ở đó nó bất ổn, vương triều sẽ bị suy tàn ngay. Đó là cái quan niệm ha, thì quý vị chúng ta cũng có thể tham khảo. Còn mà để giải thích á, tại sao mà khi mà đưa ông vào chôn, tức là đưa vua vào an táng ở đây nhưng mà không biết được cái vị trí chính xác thì làm sao? Phải có một người biết chứ đúng không ạ? Đó, chứ mà sao đưa vào đây mà giữa cái không gian như vậy mà sao lại không biết được, thì Hoàng cũng xin được giải thích cho quý vị. Thứ nhất á, là về cái lý do tại sao ha, thì cả nhà mình cũng biết rồi, trong cái quá trình mà vua mà mất đi á, được chôn đi theo cùng bạc vàng này, châu báu nè, hay là nhung lụa nè. Tại vì quan niệm trước giờ mà, khi mà sống làm vua, khi chết thì cũng làm vua. Như quý vị mình thấy ở ngoài đó là cũng có quan văn, quan võ đang đứng chầu, giống như ở đây là một trong những công trình mà vua đang trị vì đất nước thứ hai vậy đó, một cái hành cung của vua vậy đó. Nên khi sống như thế nào thì mất đi là cũng như vậy thưa quý vị. Đó thì cũng sợ là sẽ bị đào, giống như là ở bên lăng mộ của vua Tự Đức ha, thì cũng đã từng là bị đào rất nhiều lần rồi. Thì Hoàng xin hẹn quý vị chúng ta mình qua bên đó thì Hoàng sẽ giải thích cho quý vị. Thì thứ hai nữa, tránh cái trường hợp mà non sông đổi chủ ha, thay ngôi đổi triều giữa các triều đại đó, thì sẽ động vào mồ mả của tổ tiên rồi các thứ đó, giống như là vua Quang Trung đã làm đối với cha của Nguyễn Ánh, vua Gia Long đó, thì ông đã cho đào mộ của cha vua Gia Long để mà vứt xuống sông luôn. Thì họ có một ông lão đánh cá ha, đã phát hiện cái điều đó và đem cái hài cốt của cha vua Gia Long vào an táng ở bên dòng sông Hương luôn. Thì thứ hai nữa, khi mà vua Gia Long lên ngôi đó thì cho khai quật hết tất cả các mộ phần của các tướng hay là của vua Quang Trung, Nguyễn Huệ hay Nguyễn Nhạc đó, cho khai quật lên để mà lấy xương cốt mà giã nát đi, vứt đi, giã nát rồi vứt đi. Còn mà cái sọ đó thì dùng để mà cái cho binh lính đi tiểu. Đó là một trong những cái sự trả thù ha, giữa các vương triều khi mà non sông đổi chủ. Thì chính vì cái điều này thì các vua chúa hay là ở đây là vua thì sẽ chắc chắn là không có cho biết mà tại sao, cái cách thức nào mà để mà an táng cho nhà vua mà không ai biết. Thì cái này thì theo Hoàng được biết thôi, thưa quý vị Hoàng chia sẻ lại ha. Thì khi mà vua sống đó, thì sẽ có một cái công việc cuối đời của mình là soạn một cái bản di chiếu. Thì cái bản di chiếu này rất là quan trọng, đối với vị vua nào mà chuẩn bị và băng hà mà biết được sức khỏe mình không tốt á, thì ông cho soạn di chiếu trước, hoặc là ông cho soạn trước đó. Trừ những cái trường hợp mà vua chết bất đắc kỳ tử hay là vua bị phế truất thì không có di chiếu thôi.
Thì đã soạn một cái di chiếu ở trong đó đó thì sẽ ấn định ai là người sẽ lên ngôi kế vị. Cái thứ hai nữa là ai là người chịu trách nhiệm trong cái việc mà an táng cho mình. Đó. Thì thường thường á quý vị sẽ chọn ra một đại thần. Đó, chọn ra một đại thần mà trung thành, nhà vua đánh giá là trung thành, thân cận nhất của mình đó, để mà làm cái công đoạn này, công việc này. Thì cái vị đại thần này sẽ dẫn theo một cái đám lính. Đám lính này sẽ có nhiệm vụ là đưa cái quan tài nhà vua vào bên trong ha, để mà an táng. Thì cũng có thể đặt một cái dấu hỏi rất là lớn. Vị đại thần đó chúng ta mình không bàn rồi. Ok, có thể là ông giữ bí mật tại vì ông trung thành. Còn những cái đám lính đó thì sao? Khoảng mười mấy 20 người đó thì sao? Có chắc chắn rằng sẽ giữ cái bí mật này không? Có không tiết lộ hay không? Đó thì cũng có một cái giả thuyết, vài giả thuyết được đưa ra. Ví dụ như là cái đám lính đó sẽ được bịt mắt. Ha? Đám lính đó sẽ được bịt mắt. Thứ hai nữa là đám lính đó sau khi mà hoàn tất cái công đoạn đó, đưa cái quan tài nhà vua vô thì sẽ cho uống thuốc độc luôn. Tức là cho giết luôn. Đó là một vài cái giả thuyết ha. Hoàng thì cũng không có nhận định, đưa ra cho quý vị chúng ta mình có thể tham khảo thêm. Hoàng cũng được biết là như vậy. Rồi còn cái giả thuyết tiếp theo đó là trong cái huyền cung này quý vị, huyền cung đó là nơi mà tập trung rất là nhiều những cái hệ thống tọa đạo khác nhau chứ không phải là một cái đường tọa đạo. Trước giờ mình nói đường tọa đạo là mình nghĩ là một đường nhưng mà cũng có thể trong đó nhiều đường ha. Thì khi mà đưa cái quan tài của nhà vua vô đó thì sẽ dùng một cái ròng rọc đưa từ ngay chỗ cái cửa tọa đạo chính đi vào bên trong. Thì ngẫu nhiên ha sẽ đi vào một cái đường tọa đạo nào bất kỳ ở trong cái công trình huyền môn này. Đó thì cũng có thể là như vậy. Thì không một ai biết được chính xác cái vị trí cuối cùng cái quan tài đi vào cái đường tọa đạo nào hết. Đó thì cũng đã giữ được cái bí mật cái nơi chôn cất của nhà vua rồi. Đó là một vài cái giả thuyết thì Hoàng đưa ra. Còn mà với cái tên gọi đó cả nhà, tên gọi huyền cung hay là huyền môn ha. Đó thì huyền ở đây có nghĩa là gì? Huyền là huyền ảo. Huyền ảo, mơ huyền đó, tức là không có xác định được. Đó, người ta gọi huyền ảo là một cái gì đó là không có xác định được. Thì đó là lý do tại sao ở đây gọi là huyền cung là như vậy ha. Mơ mơ huyền 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 ảo ảo. Rồi cùng với Hoàng nhìn ngắm lại cái không gian ở khu vực Bửu Thành, trước cổng Bửu Thành, hồ Ngưng Thúy ha. Như Hoàng nói ở đây là vào mùa hè sen nở rất là đẹp luôn.